Hiyo, what's up anh em? Ok, hôm nay thằng nhà máu cũng bắt lại với anh em xíu đó bạn. Ok anh em ơi, hôm nay thì mở gói Utos kia nha anh em, 130 mở dài ẹt thôi nha anh em, bởi vì khá là nhiều ẹt, tầm 30 ẹt nha anh em, để mình nhận xong mấy cái chì vàng rồi mình mở anh em coi nha. Ok, anh em mới chờ đợi điều đó, nhận giải siêu phẩm cho anh em, và rồi đập thẻ nữa, đập cái con đó lên. Ok, đập nó lên tốn TP đó anh em, thì anh em tư vấn giúp mình bao nhiêu TP để đập lên 4 được nha. Ok, nói chung là hôm nay mà gói AB nha anh em, và vẫn cứ như tiêu đề nha. Và trước khi vào đây anh em có nhu cầu gì, thông tin nữa như cũ nha anh em, ghi cho mình trong phần comment hoặc là trong mô tả. Ok, và rồi hôm nay nói chung là qua sân khách demo trước nha anh em, xong rồi sang nhà nha. Ok, để mình here we go, trở lại anh em ơi. Ok, sân khách nha anh em, đỏ đen demo cái anh em ơi, hôm qua không đỏ đen là thẻ là ba đú anh em ơi, hôm nay lại về với quán cũ đỏ đen xa xui chứ nha. Ok, hết 125 đầu tay chừng đỏ đen này xa xui anh em, không bằng lưỡng được anh em, mặc dù có ít chắc chắn nữa này nó ba đú lắm anh em ạ. Ok, cho anh em báo luôn nha anh em, ba đú sẽ cho anh em báo. Có khi bà lại đổ hũ chứ, lửa đi ba đú. Ok, để mình đếm nha. Ok, tiếp anh em ơi. Lửa đi nào bạn ơi, lửa đi. Ba đú, hỏi mày mở cái này nó đen chưa đúng đúng cái đường hầm đầu tiên luôn, một là hầm duy nhất thôi. Ok, hầm đỏ nha anh em, dòng nghe báo sẽ bí hầm xịt. Lửa đi nào. Mà cứ thế, ôi tổ năm luôn vãi rồi. Phát này lời nặng anh em à. Mắc TV ở chứ mắc lời nha anh em, con này có 6 triệu là quá lời luôn, không kêu đề bình nha. Ok, tiếp anh em ơi. Hãy chui cái lửa đi nào thằng em. Lửa này. Lửa. Vãi rồi hero. Ôi, cò này anh không bạn. Cam. Cái lửa còn này. Cái máy 16 anh em mà min rồi. Vãi của hầm luôn, nhưng mà giá trị bao nhiêu? Trời ơi, bằng giá con mua anh em ơi. Nói chung cũng bình thường nhưng mà có hầm. Em là quá trời bất ngờ vậy anh em. Nhưng mà nó min không anh em ơi, toàn hầm hero, hầm hero toàn đi thật sự luôn ấy. Em báo nó quá hên, nhưng mà nãy bay là nằm hít kìa kia, mở ra tổ giữa hít này cho hầm. Ok, tiếp anh em. Có hầm nhưng được hầm hero là được. Hầm nữa đi. Tổ ăn anh em ơi, mũ 400 lỗ nhau rồi đây mình. Ok, giờ đây mở mấy gói game cho nên nói chung là bên sẽ cắt cho nha nên cho 20 cho hai mấy có cộng 8 nên em mà. Ok, giờ em báo sẽ bế sợ ông 8 chiến bạn hôm nay cho bạn mở gói hết luôn. Mình chỉ ngồi mình coi đây. Ok, hầm dây. Mấy cần nữa anh em bồ đi. Ý, LB đi. Siêu hợp. Siêu hợp. Ai bạn? Siêu quen cuốn. Biết không? Bunu chi vậy? Thôi mà không biết anh em, mình nói đại nha anh em. Bỏ anh bảy luôn đi, giống anh bảy. Ok, để mình nha anh em. Ok, tiếp tục anh em ơi, anh em báo. Ok, hãy hầm xịn đi nào, hầm tôi đi đi nào. Hầm tốt đi. Hầm FG á. Cho cái cò gì? Mình không biết cái cò luôn nha anh em, mình chịu. Mà đem phốt luôn. Không sao. Trời ơi, cũng sao luôn anh em, giá. Trời không sao mà giá. Chịu anh em. Ok, để bình nha. Here we go, tiếp nào anh em ơi. Ok, lửa là chắc. Hầm gì? Hầm UCL. Hầm UCL không có giọng. Xin mời luôn. Ai ạ, bên hầm ly đúng chứ ai. Ủa mà như phay anh em nhờ cho em ngươi min. Thử, ok để bình nha. Ok, hết cuối cùng nha anh em, hết này xong rồi lên kè đập thẻ anh em nha. Ok, hết này mình chiến nha anh em, hy vọng mình sợ nổi vô được cộng 8 cho anh em coi nha. Và đi mặn nhãn nào. Ok, hầm tốt đi, hầm gì? Hầm xích thế, hồi hầm mấy cà xịn lộn. Athena, dò hiểu luôn. Quay rôn luôn anh em, quay rôn bà đú. Cái bùa hãm. Ai ồ, năm mà. Bùa nhìn dơ. Ok, để mình nha anh em, để mình quá báo, xùm quá, ok để mình. Here we go, trở lại anh em ơi, ok, nó kìa đập thẻ anh em. Ok, demo điều đó ra nhiều đó đã đủ nha. Ok, kìa đầu tiên, kèo cũng anh em Nguyễn Thái. Ok, đó là kèo cùng 6 anh em à. Vâng, và đó là Tony Cross cùng 6 và Totti anh em ơi. Ok, chiến luôn nha, hôm nay cho anh em đập thẻ nữa nha anh em. Và rồi, phone nghĩ là như thế này, 120, 126, 122. Ok, tôi tưởng em báo ngày hôm nay anh em, ngày nó cũng bắt lại, cho nên ưu tiên cho nữa nha. Thì bạn sẽ bí về sản phẩm cho anh em ơi, coi này nào. Ok, hy vọng cho anh em mà nó vẫn chơi nhịp như thường ngày. Nhưng mà điều nhập sáng nên có đúng hay không đây, hay là đi xa? Chắc đi rồi anh em ơi. Ok, quá đen anh em mà. Ok, cái đầu tiên đã đi xa nha, sorry người anh em, tiếp tục đây mình. Ok anh em, kèo cũng 7 nha. Ok, đây là kèo cúng anh em nha. Ok, và kèo cúng anh em đưa ra đó là cứ là cao bà Jesse cũng 7 anh em ơi. Alison Baker, ok đây mình nha, để mấy anh để em báo quá. Ok, mới xử lý mấy anh để xong nha anh em. Rồi, ok, và phôi thế này và thẻ báo 7 anh em ơi. Ok, chơi đi.
Hy vọng nghe em báo sẽ chuộc lỗi lại anh em ơi, gì đâu kẻ đầu tiên đã đi rồi nha. Quá buồn gì đó. Kẻ thứ hai dòng sẽ không đi nhưng mà đừng có chắc nó thật là đẹp đẽ. Một cái đêm nay thật là mãn nhãn cho anh em coi, chứ qua là xịt thép như hôm qua. Nhịp sáng này chắc có lẽ là như hôm qua rồi. Ok, thật là đáng tiếc về điều đó nha. Đi ba chục cụ thể với bạn người anh em quá buồn luôn. Sorry người anh em, và tiếp tục đem anh. Hey video, chào lại anh em, đây kèo con Tam nha. Ok, đây là kèo của người anh em Giao Huy. Con đó là Cristiano Ronaldo cộng 8 anh em mùa Bucker, hàng phi anh em. Ok, tên là Free thôi, nếu mới lên 8 thì cũng cảm xúc lắm đi anh em. Rồi, phone này 4.29, 3.33 và 3.32. Phone này mình chiến nha anh em. À, bán với hai kèo đi, mình trên lòng cũng hơi mất niềm tin vì nó nha. Ok, hy vọng phát này cộng 8 sẽ bế được sư phẩm. Để cho anh em coi. Ok, hy vọng anh bảy sẽ trả lời mình. Chiến anh em. 1 2 3 4 5 6 7 Đây là Cristiano Ronaldo. Bảy với mùa này mình đập rất là nhiều lần anh em nhưng mà chưa lên. Vãi rồi, lần này chắc lên rồi. Nhưng mà lên 6 nha anh em. Ok, để mình tiến anh em ơi, quá buồn luôn. Ok anh em, kèo cuối anh em, hôm nay ngắn gọn như thế thôi nha. Ok, đây là kèo của người anh em Minh Tấn. Rồi kèo người anh em đưa ra đó là CDM Utoti cộng 6 anh em ơi, kèo cũng khá là căng nha. Ok, dòng kèo này sẽ lên anh em. Nói chung là 6, 7, 8 nay nhìn đồng đi anh em ơi. Hy vọng kèo cũng sẽ cuối cùng trên tiếng chúng ta quản lý tại bảo vệ đó thôi. Và rồi phôi 127 rồi anh em ơi, 127 cho 30 và 127. Phôi khá là dự khích anh em ơi, chụp phôi bé bé luôn nha. Ủa thì có một kèo cộng 6 ngồi cho anh em xem. Hy vọng điều đó thôi anh em ơi, giờ mình chỉ biết hy vọng thôi. Ok, và rồi vẫn cứ thế sáng nhập lịch chiến anh em à. Hãy lên đi nào. Game chiến 1 2 3 4 5 6 ăn ủi đi anh em, ăn ủi đi game chứ. Mình ăn ủi thiệt. Siêu anh. Mình nói sao anh em, mình nói như thế nào, mình nói ăn ủi là ăn ủi. Mỗi lần mình hy vọng một điều đó thì sẽ không bao giờ tuyệt vọng anh em, cái kết nó thật là viển vông. Quá đẹp anh em ơi, quá tuyệt vời điều đó. Quá đẹp luôn, quá xuống anh em ơi, quá hay ồ luôn. Y chang mọi thứ nó như là đã sắp đặt kỹ càng vậy đó, nhưng mà không thể tin được vừa mới mình nha. Quá vui luôn, quá đã cho người anh em. Và sau chỉ số cuộc này cái anh em CDM ok chừng 5 sẽ được full anh em à. Quá đã bút tóc luôn nha, quá sướng luôn anh em ơi. Ok mình xin nhà thôi, ok mà gói anh em ơi. Ok để mình nhớ. Here we go, tiếp tục anh em ơi. Ok còn kèo cũng 6 nữa nha anh em. Ok kèo này là kiểu người anh em huy hoàng. Kèo nói chung là kèo Win The Brainer Utoti cũng 6 anh em. Ok mình bế khứa nói chung là cụ Utoti kia lên 6 rồi. Bây giờ kèo này cho em báo nha anh em, hy vọng nó sẽ giống mình. Mình đã cho nó lên tiếng, hy vọng nó sẽ trả lời mình nha. Rồi phôi, ok tôi nghĩ là 121, 124, 125 và 124 anh em ơi. Ok bạn, bạn hãy giúp anh em quên cái đi. Vì lúc nãy bạn đập đi không luôn á, mình mới hai kèo nhưng mà đã lên đường kèo rồi. Đó là sự nâng cấp của mình, ok chưa? Nhân vật chính là mình. Ok hôm nay chúng mình báo làm nhân vật chính nha anh em, nhưng mà nó hơi cấn rồi. Trời đại nhiệt sáng rồi, ok. Ok ok. Vãi rồi. Thằng em vào siêu siêu nhỏ em fan siêu cái nữa siêu hay anh em ơi, anh em ơi, thằng em đã đúng là nhân vật chính nha. Mà ok mình đã lên tiếng, mình đã cho lên tiếng và nó cũng đã trả lời anh em luôn nha anh em. Quá đẹp, hai cái kết kèo cùng sáu cuối cùng nó quá hợp lý anh em, hai kèo Utoti nữa nè, mà quá nâng cấp video đó luôn, quá sung sướng luôn, quá tuyệt vời luôn, quá đã nha anh em. Mình đã được kèo Win The Brainer quá nâng cấp tiền vệ số 1 đinh bê đích. Ok nói chung là qua sân nhà, về sân nhà lại anh em làm hai kèo nữa xong chúng ta kèo bà gối nha. Hôm nay quá đã anh em ơi, quá sướng. Here we go anh em ơi, về lại sân nhà nha. Chứ kêu một kèo mới gói làm nhẹ vài cái kèo nữa anh em à. Ok kèo đầu tiên, hai kèo cũng 5 anh em. Kèo cửa người anh em Ngọc Tiến anh em ơi. Ok chuyển quăng vào đó là Rút Kulit cộng 5 và Casemiro 5. Ok chào giao kèo cộng 5 cho em báo nha anh em, bảo vì mình đọc cộng 5 khá là đen thui. Ok chuyển và là Foy. Ok để mình tránh nha. Ok chuyển đề nào em báo cả 5 khuôn vạch luôn đó bạn à. Thằng em nói chung là người anh em vừa để như thế nào để như thế ấy nha anh em.
Ôi, rồi rồi, chờ đợi tôi anh em. Còn nhịp nữa, còn nhịp nữa. Ok. Má nó đập năm dễ dàng vậy ta. Ok, cần năm đầu tiên đã lên quá rồi cho người anh em nha. Ok, hy vọng cần cái semi-ro này lên anh em. Bởi vì cái semi-ro UR cao đây mà 120 nha. Ok, Rurik chỉ là phương thức thôi anh em ơi. Phương thức giao bán đầu tiên thôi. Ok, cái semi-ro đó bạn. Nhân vật chính hay gì đây nè. Verify, ok là mình check lại nha. Ok, hy vọng em báo sẽ bế hay kẹt con năm lên liên tiếp anh em thì là quá đẹp nha. Mình tin tưởng bạn á. Hãy bế hay kẹt lên liên tiếp đi nào người anh em. Ok, nhà mặt em đang bây giờ đặt cái anh đang khá là uy tín nha, chắc là anh lùng và ngông cuồng anh em. Không còn nhịp nữa phải. Ok, phải là không nhìn nha. Phải là che nha anh em. Điều sáng này, vãi rồi lên hai kẹo liên tiếp thì em lại bịp đời. Nhưng không anh em ơi, ok quá là đen cho người anh em. Ok, lên đường kèo tem hai kèo năm nhưng lên đường kèo bởi vì kèo kia là full vật là kèo này không full cho nên là cũng hơi cấm cái điều đó. Ok, tiếp tục đây mình nha. Here we go, trở lại anh em ơi, kèo cuối anh em, kèo này là của người nên cao minh. Vâng, và đó là Rara Tora cộng 6 anh em ơi, mùa hero. Ok, mùa này nghe nó khá là chiến đây. Ok, chiến nha anh em. Rồi, cộng 6 là phôi thế nào đây. Ok, để mình check lại nha. Trở lại nha anh em, thằng em nói chung là nó mới vào hẹt anh em ơi. Ok, kèo 6 này mà là người chiến anh em, nói chung là nó bế ra 3 kèo rồi, 3 kèo nhưng mà 2 kèo lên anh em, kèo đi cũng khá là đẹp. Ok, dòng mình kèo này lên luôn thì rõ thiệt anh em. Chiến anh em. 1 2 3 4 5 cái cơ thể đẹp đẽ đi nào. Cộng 6 ngủ đi đi. Nhịp sáng này. Ok anh em ơi, nó quá xấu anh em à. Quá xấu đi người anh em công minh nha. Thật đáng tiếc anh em ơi, cái nó không được đẹp rồi. Ok, một cái món gối nha anh em. Đợi mình nha. Ok, trở lại anh em. Sau những khoảng thời gian khá là cấn thì cũng đã trở lại. Ok, và đây là 5260 AB của người anh em Trần Ngọc anh em. Sau đó người anh em Trần Ngọc quá nhiều về điều đó nha. Ok, người anh em sử dụng 5K2 AB này là đi mở gói 127 với một con mở gói 126 nha anh em. Người anh em nói là gói này nếu mà da son thì để lại cho người anh em da son 127 min nha anh em. Còn nếu mà ra mấy con khác ba đủ thì người anh em kêu là chơi đỏ đen hết. Ok, sau đó người anh em quá tuyệt vời về điều đó. Và mình sẽ mở gói 126 để mua đầu tiên cho anh em báo anh em mà. Ok, hy vọng sẽ có cái kết thật đẹp đẽ cho anh em. Ok, chiến nhanh 1750 AB đầu tiên. Ok, đây là sự quyết định của người anh em Trần Ngọc nha, chứ không phải là mình tự quyết định điều đó nha anh em. Có gì anh em đừng có trách mắng mình nha anh em, xin lỗi anh em với nhau. Ok, mà hơi tin tưởng ông giờ quyết định cho ngày báo trước thôi mà mới 127 rồi. Ok, mình sẽ demo nhẹ nè cho bạn quyết định nhịp nè, bạn quấy nhịp. Ok, nghe báo nó 3 nhịp nha, em tin tưởng 3 nhịp nha. Nếu mà fan này cùi thì cho nghe báo mình. Ok, giữ 3 nhịp sẽ hợp lý anh em ơi. Ok, hầm gì? Qua hầm tôi hầm tốt nha anh em, nhưng mà quan trọng cái cờ gì nè. Cờ bồ đi, bồ đi. Bồ bồ đi hả? Bồ bồ Canada LB LB quá. Sao min mà quái rồi min em ơi, nhưng mà vẫn cũng lấy chơi đâu đen thôi. Hy vọng 127 128 nha anh em. Nếu mà vậy 127 hãy da son chứ đừng da mấy thứ mà đâu ghê. Ok, 127 chứ quan trọng cơ hàng đó bạn. Rồi bây giờ mình một điều sản phẩm thôi. Quái rồi người em tính gì vậy? Đủ vừa đủ luôn phải rồi, tiếng rõ. Ồ vừa đủ luôn anh em ơi, nhìn nó tính hết rồi mà. Ok, chiêm nghiệm mấy con ô tốt ghiền của bạn đi, bạn thích nào mà bấm vô bạn chọn đi, xong lọc nè, lọc nè. Lọc gì giật, lọc đi cho bạn lọc đó. Lọc bạn thích nào mà lọc vô đi, bạn bấm vô bạn thích. Lọc, không biết lọc hả? Mà lọc thôi dứt đi. Nó nhiều quá rồi đó. Ok, bây giờ trong đầu mình chỉ nghĩ cái cờ hàng thôi, cờ hàng thì ok, còn mấy cờ khác nghĩ là bỏ nha anh em. Ok, u tốt hấp luôn á. Hàng đi. Hàng tiếng Anh. Ở Đức tiếng Anh. FIFA the minimum ơi. Đáng tiếc của điều đó em à. Ok, giá bầm FIFA đã mắc mấy hồi vậy. Bấm 1.7 anh em. Ok, để mình coi mấy anh khứa đồng đồng sang lưới phơ đành giá nhiều nha anh em. Ok, đâu anh.
Ok, nghe nó nói là nếu mà da không da son thì lấy cho nó đen thôi, thì anh mày để lại cũng phim pha đền lại cho này xử lý nha. Thấy ráng nó cũng ok. Ok, bây giờ làm nhẹ 116 nha anh em. Ok anh em ơi, nhỏ đen xem báo xử lý luôn. Bây giờ nổ da gì được, làm siêu phẩm này về vui cho người anh em luôn nè. 5K2 AW, nói chung là cũng tạm thôi anh em ơi. Chung là da min không anh em à. Khó da gọi là hơn quê đầu quá anh em ơi. Nãy da 128 thì chúng ta húp nặng này. Ok, chỉ cần lửa thôi, không lửa thì đi xe nha. 12 tuổi lỗ nặng nha anh em, lỗ 3 tuổi. Ok, đẹp anh. Ok, ok anh em ơi. Mọi người tốt nha anh em, quay chịu tốt. Ok anh em à. Ok, hiện tại nói chung là mấy anh em trên group đăng khá là nhiều về mấy gói này nha anh em. Và đập lên cộng 4 thêm ổng mini fay. Và anh em gọi là về đảo khá là nhiều và khá là húp. Ok, nhưng mà giá trị TB cho chúng ta một phôi đập lên 4 thì cũng khá là chua. Và dù nhân phẩm rất là cao anh em, và mình cũng hơi cấn một điều đó nha. Nếu ra được anh 7 thì mình cống hiến, còn không ra được anh 7 thì mình ba đủ, mình bỏ cái điều đó. Ok, hiện tại mình chuẩn bị có 3 chìa thôi anh em. Mình vô pháo hoa mình nhận cái nữa là mình lượm tiếp anh em. Ok, mình đã nhận hết rồi và để trong thư nha anh em, mở luôn anh em ơi. Ok, và có 300 chìa xanh nữa anh em mà. Lấy chìa xanh mở demo. Ok, quay quá quay ok đây mình. Ok chị anh em ơi. Nói chung là tôi mấy phần này đi. 300 chìa xanh nha anh em, quay 300 chìa xanh xương xương. Ok, demo cho Utos chúng ta. Ủa chìa mình đâu đây mà. Mình nhầm anh em ơi, ẹt này chưa anh em ơi, ẹt này ngày mai mới nhận được, quá lú luôn anh em ơi. Ok, nó chứ làm nhẹ 300 chìa xong mà vào ẹt khác mở anh em ơi, trộn lộn ẹt thôi. Nhiều ẹt quá, quên em, ba mấy ẹt, 30 ẹt mà. Cho nên hơi nhiều, xin lỗi anh em, cho chị vàng luôn đi. Cho chị ha. Ôi, khó ăn anh em ơi. Nói chung là ba đủ rác nha, không có đợi bên. Ok, chén nha anh em. Trước khi là về 300 chìa nữa anh em ơi. Quay lộn cái đó là ba đủ, không có 300 chìa. Xin lỗi anh em nha. Ok, đầu tiên bạn bây giờ mở gì mừng mở gia đình bảy. Anh bảy là gói này nè, anh bảy là gói này nha, bảy gói này nha anh em. Ok, gói gì bảy, gói này cưa nào nó này không biết, mở đại anh em. Nói chung là tiếng Hàn không mình chịu. Ok, mở đây bạn, không biết ai. Ôi qua rồi, qua rồi, ai đây, ai phải ở then thuê then. Ui mắt tinh nét em ơi. Ok, 130 nhưng mà không đi quay đập lên 4 cũng có mấy con mini fay nhưng mà ok chúng ta bỏ qua điều đó nha. Vào kèo tiếp thôi để mình tranh 7 mà. Ok, ẹt 2 nha anh em. Ẹt 2 này quay có cái chị cuối này anh em ơi. Làm nhẹ chị cuối cho anh em coi cho đây. Ơi, chị cuối ơi, chị dạng húp luôn anh em. Sướng rồi chứ, da gối luôn nè, da gối. Trời ơi, nhích này. Dừng lại miếng nó húp húp anh em. Dứt được bạn chị vàng đó bạn. 124 được bạn, vỡ rồi 124 luôn đi. 124 cho 27, 124 cho 27. Ai dồ, nó vui hửi anh em. Còn cái miễu chìa này chắc ba đú thôi, quá vui anh em. Trời ơi, không dừng lại nhiệt, bạn game muốn nghiệp luôn ha. Còn tới cái đó nó hí nhích lên miếng mới chịu. Không, vậy không nhích, lần này muốn nhích lên miếng thì không nhích nha anh em. Ok, trả lời nha anh em. Ok, bà kèo ơi, hít này mình sẽ chơi nha anh em. Dứt, dạ của anh vậy đi. Ủa, ủa đi qua nào ơi, cái này có vàng nè bạn. Cái này mình nghĩ móc xịn nha anh em, nhưng mà không biết ai. Hurricane đi qua anh, phải không? Thầm nghĩ như thế nha anh em, quan trọng cái cờ đây. Ai vậy? U đây nè, ai vậy? ST. Ai, ai á? Điều nè, ai vậy? Quái rồi, cứu anh chứ anh. Cưới con nào trời? Thôi chịu anh em đâu anh. Ok anh em ơi, thứ ba nha. Ok anh em báo vào chiến chìa đó bạn. Một hit thứ nhất, xong rồi hit cuối. Ủa sao nãy mở 5 hit luôn. Về chiến đi. Bỏ từ chìa. Bóng trời. Bóng mà cưng nữa fan. Gọi cái đi, 124 đi. 124. Má ồ luôn đi. Chị cái giá nhích lên được miếng. Ok, mày này cho vui thôi anh em ơi. Quay được 3 hit à. Thấy không anh em, game đúng nghiệp luôn anh em. Quay chuyện này nó bịp lắm anh em à. Nó không chịu dừng lại, nó phải nhích lên được miếng này. Nè nè, con nè. Cho. Còn nhích lên miếng không nhích. Mày ra đúng nhưng mà 1 triệu coi nó chịu. Đó nè. Biệt ghê chứ. Ok, hit này em báo nha anh em. Anh tin tưởng anh lắm đó. Ok, gì bạn. Dung rồi, dung rồi. Anh em có dung anh em. Ôi. Ôi, 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 ôi. Qua đây, qua nào, qua đây, qua nào. Nè, ai, ai, ai. Ừ, mở đi bạn, quăng trong cái cờ. Quăng trong cái cờ. Cờ gì? Ba Lan hả? Cờ gì? Ba Lan, Ba Lan. Ẹt lon nha anh em, ẹt lon, ẹt lon, ẹt này có TP mình đặt xe đập lên 4 cho anh em coi, để cho chết ẹt lon.
Lê Lê Lan đang ăn vãi rồi. Lê Lê Lan đang ngon nha. Vãi rồi luôn em ơi. Ok đâu rồi, đâu rồi. Dung ơi, Dung. Ok và chương năm, nói chung là chương năm 3 thể lực cũng hơi đủ nha anh em, này phải lên cộng 4 mới có được cái gì đó. Ẹt này nói chung là TV cũng hơi lì quá. Ok nói chung là Diamond. Ok tiếp đi mày, bây giờ lại quá ngon rồi, giờ tích TV đập lên 4 là hợp lý luôn. Ok chiến nè fan. Thằng em báo mình đang khen em ơi. Ok, giờ gối là hấp luôn nè. Hửi, 700 anh em ơi, lên TV ăn ngủ vậy. Trời ơi, hửi quá anh em. Bạch đú nha anh em, hít cuối mình luôn đi. Gối đi, ôi. Trời ơi, dừng lại nhịp không ok đâu. Mình nhích ra, ra miếng, nghe mệt quá. Ok, thế này tiếp tục em báo nè mà. Mình mở cái ra đen. Bây giờ bạn món của này cũng vui nữa nè. Ừ, cộng 3 sẵn nè bạn. Cộng 3 sẵn nè bạn, một hit nó lên 4 là lụm đó bạn. Cái này về bò rất là nhanh đó bạn. Chơi. Trời ơi, con này hơi si nha. Không có cái đường viền màu vàng. Bạn nghĩ ai? Mình nghĩ cũng hơi hiu nha. Mình nghĩ không ba đúng thôi. Còn những cái cờ xin hy vọng. Phạm! Rồi bây giờ theo hả? Theo không được. Theo nhưng mà quan trọng ok để mình ra mình coi ẹt là còn bao nhiêu TP cái. Ok anh em, ẹt này nói chung là cũng được mới TP mới bán được cụ này anh em ơi. Và ok để cố gắng tích phôi đập cứ theo lên có một cộng phôi cho 30 anh em ơi. Ok để mình sẽ tính trong một khoảng thời gian nào đó đâu mà. Ok ẹt cuối cùng nha anh em, nãy giờ bảo cũng khá là ngon rồi. Hà Lan nè, theo mà thấy là ổn rồi anh em ơi, cố gắng tích TP đập và em nói lên 4 thôi. Ok và rồi phôi này nói chung là vẫn giao bán cũ chỉ nữa bạn bài nói chung là chơi gọng gọt như thế, mò 700 ba đủ rồi. Chuyện này mở cho vui thôi anh em ơi, chắc chắn là sẽ ba đủ rồi. Cái này tỷ lệ chúng ta nổi sản phẩm ra khá ít. Thứ nằm chìa nó phen đi, quá đen luôn. Ok anh Bảy vẫn chơi, em vẫn chưa ra nhưng mà khá là buồn. Ok vòng sắp tới sẽ coi anh sẽ anh Bảy sẽ mở gia đình anh Bảy nữa mà. Và rồi hit cuối này nếu mà anh Bảy lên thì càng tốt. Tiếp tục phần này em báo cho anh em tin tưởng nó tiếp giao trọng trách cho nó luôn. Bạn có nói những câu nói gì không? Ok có bỏ nên em nó ngại em kính. Nó nhiều đại lũ anh em. Ok từ từ hết cuối đó bạn. Ok giờ mấy cái gối thì phải có vòng vàng mới được nha. À! Gói này cũng ngon, gói này cũng được, gói này mình nghĩ Heineken với Liwan đâu ta, mình có hơi vô dự ngay, quan trọng cái cờ thôi. Quan trọng cái cờ gì tiếng Anh tiếng Anh phải không hay vậy, tiếng nào vậy ôi khứa này chịu anh em, khứa này chắc không có nên tốn TP về mấy khứa lỏ này quá vãi rồi luôn em ơi. Về thêm chắc chắn là mấy cái dòng dưới tọt lỏ, quan trọng mấy dòng trên thôi. Ok đúng không, quan trọng mấy dòng trên thì ngon. Này là theo đúng không bạn, anh này là theo bỏ anh em ơi. Ok nói chung là bye anh em nha anh em, và cảm ơn anh em đã xem clip ngày hôm nay. Và anh em có nhu cầu như này như thế anh em chứ phần comment là cái đồ mô tả. Hôm nay như đây là quá đủ anh em, quá vui rồi. Ok hy vọng mấy cái phần sau mình mở cái này sẽ cho anh Bảy cho anh em coi nha. Ok hôm nay là quá vui anh em. Ok bye anh em.